Cuối cùng thì giải đấu Liên minh huyền thoại được mong chờ nhất năm nay, chung kết thế giới 2023 đã trở lại. Chúng ta không cần phải chờ đợi quá lâu để được theo dõi hai đại diện VCS thi đấu khi mà thủ lĩnh khu vực Coincard, GAM Esports vừa có màn ra quân thành công vào ngày thứ ba. Còn anh hai khu vực Coincard Team Worlds cũng mới nghênh chiến ngày hôm qua. Đồng thời thì tất cả mọi đội tuyển tham dự vòng khởi động chung kết thế giới năm nay đều đã xuất trận, ít nhiều cho thấy phần nào đó thực lực của họ khi đến với đấu trường Liên minh huyền thoại lớn nhất. Sẽ không dễ dàng gì để các đại diện VCS chúng ta là GAM và Team Worlds có thể vượt qua các đối thủ cứng cựa này. Hôm nay anh em hãy cùng MGN Esports điểm qua xương xương sức mạnh của toàn bộ đội tuyển vòng khởi động và vẽ một con đường cho GAM hoặc TDUP hoặc là cả hai anh em nhà Coincard có thể làm nên lịch sử bằng cách đặt chân vào vòng Thụy Sĩ cùng các ông lớn khác nha. Trước khi bắt đầu thì anh em nhớ là năm nay trung bình MGN Esports cần 100.000 sub. Vì thế ông nào có tiền, đóng tiền internet đi mà vào subscribe cho tôi. Ít thì một sub, nhiều thì một sub, một like và một share. Tôi phải chạy KPI, vì thế tôi rất cần anh em hỗ trợ tôi. Anh em giúp tôi lúc này, tôi sẽ giúp anh em lúc về sau. Anh em hiểu không ạ? Giờ thì vào video thôi. Đầu tiên, hãy xem thực lực của 8 đội tuyển đang có mặt ở vòng khởi động chung kết thế giới 2023 là như thế nào. Cú lao Brazil với kinh nghiệm dày dặn từ đội trưởng Tino, khả năng biến hình của Robo trái cây và team KL Isku Lao Tham bấp chỉ số rất căng. Những năm gần đây, Cú lao thường xuyên là đại diện của nền LOL Brazil, tham dự các giải đấu quốc tế và họ thi đấu cũng rất sáng chứ không hề bạc nhược. Nên nhớ tại chung kết thế giới năm ngoái, Cú lao từng đấm vào mồm Fnatic, vì vậy không thể xem nhẹ đội tuyển đến từ Wildcard này được. PSG Talon có thêm một lần nữa là lá cờ đầu của khu vực BCS tham dự đấu trường thế giới. So với những mùa giải trước, năm nay đội hình của Phở Sài Gòn không còn quá khỏe nữa, nhất là sau khi chia tay với Neymar và Messi. Tuy nhiên, với sự trở lại của Kylian Mbappe để kết hợp cùng với người đi rừng từng hồi cúp vô địch thế giới Chunchia, Phở Sài Gòn đang cho thấy một sức mạnh đầy hứa hẹn. Cặp đôi mid rừng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ này cũng sẽ là ngòi nổ chính của Phở Sài Gòn. Muốn ăn được vị hảo huynh đệ này không phải nhiệm vụ dễ dàng cho khu vực coi cạt chúng ta. CPTC Hồ Bay aka CFO là một đội tuyển khác đến từ giải đấu PCS. So với người anh em Phở Sài Gòn thì CFO có phần hơi kém nổi bật. Có lẽ vị trí đáng chú ý nhất của biệt đội Hồ Bay này là xạ thủ trẻ Shun, người từng có màn trình diễn tương đối cháy tại chung kết thế giới 2022. Vì vậy, CFO nên nghe lời thầy Liêu, spam đội hình nhất xạ tứ nô bất chấp meta. Ngoài ra, họ có thể dùng chiến thuật đại buffet hào cho các đội tuyển khác khiến đối thủ dạo dực và trao cờ, dẫn đến mất tập trung trong trận đấu. Detonation Focus Me hay DFM có lần thứ N tham dự chung kết thế giới. Họ dường như là cái tên mặc định sẽ luôn xuất hiện tại các đấu trường quốc tế vì ở giải quốc nội Nhật Bản thì chỉ có một mình DFM vô địch mà thôi. Năm nay, các anh già Weibo lại tới chung kết thế giới với những gương mặt cũ kỹ đó nhưng già thêm một chút. Thậm chí sau khi danh hề One Jam Hugo là AV chuyển sang châu Âu đoàn tụ với Giang Văn Cốt, DFM còn không tìm nổi một top laner mới ra hồn. Cuối cùng họ phải thuê một ông cụ 31 tuổi là Apaman chám vị trí này cho vua trò chơi Yutapon trở lại vị trí xạ thủ. Tình cảnh của DFM tại mùa giải năm nay thực sự là hơi bi đát, mặc dù họ từng là đội wildcard duy nhất lọt được vào vòng bảng chung kết thế giới trong các giải đấu gần đây. Một cái tên vô cùng đáng chú ý trong vòng khởi động này là Rainbow Seven aka Richard Cầu Vồng. Họ đến từ khu vực wildcard yếu nhất, vì thế lối chơi của họ là rất ẩu lên đìa gân đàm ở MSI 2023. Thật vậy, đội hình và thực lực của Richard Cầu Vồng không có gì nổi bật, họ chỉ có 3 người con trai tham dự ASEAN mà thôi. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi 3 người con trai này đã đánh cho đội tuyển Trung Quốc đái ra máu dù không giành được chiến thắng chung cuộc. Có thể kết luận rằng, Bong hay hơn Kiaya, hơn Bin, Odi hơn Levi, hơn Zede, Mireo hơn Ngài Phê, hơn Knight. Vậy thôi là đủ thấy độ đáng gờm của đội tuyển đến từ xứ Tango này rồi. Team Wales khu vực của VCS chúng ta cũng là một đội tuyển có thực lực. Họ có lần đầu tiên tham dự chung kết thế giới và 3 thành viên đánh chính là Spada, Glory cùng Artemis cũng lần đầu được hít thở bầu không khí của đấu trường thượng đỉnh này. Bên cạnh đó, ngài Binzi và thầy Hiếu Bie đã có kinh nghiệm thi đấu chung kết thế giới vào năm trước. Có thể thấy, Team Wales tuy sẽ hơi bỡ ngỡ khi lần đầu bơi ra biển lớn, tuy nhiên nền tảng kỹ năng của tất cả thành viên đều cực kỳ cao. Fan VCS chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào anh hai khu vực Coincard trên hành trình vòng khởi động này. Nếu chơi đúng phong độ, người hâm mộ sẽ không cần lo lắng Team Wales sẽ bị các đội nhược tiểu Wildcard Upo. Trần kỹ năng của những tuyển thủ ASEAN Việt Nam như anh Vinh người kính Glory, anh Hưng Náy Artemis hay anh Hiếu Bie cao như thế nào ai cũng đã biết. Chỉ sợ là bỗng dưng Team Wales đang từ bơi bằng vây chuyển sang đi bằng 4 chân như trận đụng độ Team Secret ở Playoff VCS mùa hè mà thôi. Tại chung kết thế giới này chẳng may có một pha biến hình hú hồn như vậy thì nhiều khả năng hồi ức thủ lĩnh khu vực Coincard sẽ lại được tê đúc tái hiện mất. Và cũng thật là khó cho Team Wales khi họ sớm phải đụng độ bất động sản. Đội tuyển được cho là mạnh nhất vòng khởi động này. Bất động sản ở châu Âu làm ăn thuộc dạng có lời thôi chứ không phải quá khấm khá. Nhưng mà khi bước vào trận tranh vé vớt với Golden Guardians đến từ Bắc Mỹ thì cả tập thể bất động sản lại có màn trình diễn quá điên. Sự ảo trình hoàn toàn của bất động sản trước cống vàng đến từ 3 vị trí cánh trên, đặc biệt là Adam Vĩnh Hưng. Có thể nói bộ tướng đường trên của Adam hiện tại là giga chặt nhất thế giới. Cứ sơ hở là anh chọn Darius, Olaf, Seth hoặc là Garen để úp vài cái bồ lên đầu đối thủ bất chấp meta. Cống vàng đã có nghiên cứu Adam Vĩnh Hưng, tuy nhiên họ vẫn còn hơi thiếu tôn trọng ông Hoàng Nhạc Viện khi chỉ cấm mũ Olaf. Với Adam chọn ngay Garen và cho Golden Guardians biết ông ngưỡng là ai.
Bên cạnh Adam thì Shell và Núc Lưỡi cũng đánh cực hay để bỏ túi bộ đôi Hàn Thái River và Gori cả về đi đường lẫn Marco. Qua màn thể hiện này, có thể thấy BDS là bố của Golden Guardians, trong khi đó Golden Guardians lại là bố của VCS, vì thế nói BDS là ông nội của VCS cũng chính xác. Và cũng qua màn thể hiện đó, bất động sản đang tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ còn lại ở vòng khởi động và chắc chắn sẽ vượt qua vòng đấu này để góp mặt trong vòng Thụy Sĩ. Các người bất động sản thì cũng phải dành cho các chiến binh cống vàng Golden Guardians một chút sự an ủi. Thật sự là rất đáng tiếc cho GG khi họ đã đến Hàn Quốc tập huấn từ gần một tháng trước, ngay sau khi hết giải LCS. Họ cũng làm cả đồng phục mới để chuẩn bị cho chung kết thế giới. Với đội hình 3 thằng Hàn cộng với màn trình diễn tốt ở MSI khi khai sinh ra khu vực Khoi Khạt, GG rõ ràng được đánh giá cao hơn bất động sản. Nhưng cuối cùng, họ là đội có màn trình diễn ngu nhất chung kết thế giới năm nay. Thậm chí là còn chưa kịp vào được chung kết thế giới nữa thì phải ra sân bay, đi tìm ông bố đang mua sữa rồi. Trước lưỡi kiếm công lý của Daddy Adam, GG chẳng thể cựa quậy gì khi bị đưa vào ngưỡng máu tử. Đặc biệt là khi Licorice Choi và Stixxay có lẽ sẽ phải chấm dứt luôn sự nghiệp sau trận đấu này. Bị Garen solo kill, bị Garen lùa như con, bị Garen cho đi gặp ông ngưỡng, bị biến thành Naruto chỉ sau hơn 2 tiếng thi đấu. Vậy thì còn mặt mũi nào cho các thành viên cống vàng có thể tiếp tục đánh chuyên nghiệp nữa đây? Cuối cùng thì chung kết thế giới năm nay chỉ là một tour du lịch Hàn Quốc và tham quan nhà thi đấu LOL Park của Golden Guardians mà thôi. Thế họ đầu tư nhiều cho giải đấu này thì cũng thương, nhưng mà thôi cũng kệ. Ngu thì cần phải về nước, ngu mà đi đánh chung kết thế giới thì lại rất hại người ta thôi. Cuối cùng là Gam Esports, thủ lĩnh khu vực Khoi Khạt, niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta tại mùa chung kết thế giới này. Nhìn vào hình ảnh của Gundam hiện tại so với biến cố London hồi đầu năm, rõ ràng là đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Khi Slayer và Palette được quăng nón vàng tới chơi, nhưng nhân sự đã được nâng cấp, vậy còn lối chơi và thực lực của Gam tại chung kết thế giới này thì sao? Thì vẫn như cái đầu bờ cuốn rẻ chứ sao? Thực sự thì theo dõi Gundam đánh trận khai màn với Củ Lao, chúng ta mới thấy được lối đánh nghiệp dư và vô trách nhiệm của đội tuyển này như thế nào. Họ có vấn đề về gần như mọi mặt. Bài huấn luyện thì tuyển năm chú bù nhìn để rồi chọn Orianna và Seiya để đối thủ lụ mất Rakan. Tôi tin là hai ông bình luận viên tay ngang của Thập Cẩm TV còn biết ở lượt đó để nên chọn Rakan để dễ mở giao tranh. Bài huấn luyện mất não đã đành, các tuyển thủ cũng sang Hàn Quốc chơi game nhưng lại bỏ quyền não ở Sài Gòn. Kiaya đang từ Best of VCS, người chơi hay nhất của GAM những lần ra quốc tế trước, giờ thì còn tệ hơn cả các anh. Anh Khánh Lê Vi rất nỗ lực nhưng tuổi già không cho phép, Ngài Phê thì hết cứu. Cặp bot ở đội tuyển cũ bay như rồng như phượng, sang đội này cũng dần bị đồng đoàn hóa. Cấm chọn tệ, đi lên thua đánh giao tranh cũng bị Cú Lao bỏ vào ao cá trình. Thực sự là GAM đã thi đấu không khác gì một đội lót đường. Với tình hình này, chắc chắn khu vực Khoi Khạt chúng ta sẽ bị trừ suất tham dự chung kết thế giới từ năm sau. Và sau đây là chuyên mục dự đoán chặng đường còn lại của vòng khởi động cũng như hai cái tên nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng đấu này để hội ngộ cùng các anh tài trong vòng Thụy Sĩ. Bởi vì tuần này deadline dí tôi quá cho nên tôi phải viết kịch bản này sớm, nên tôi sẽ không biết chắc chắn kết quả các trận đấu ngày hôm qua và ngày hôm nay. Tôi cứ đoán mò là Timers đấm bất động sản không chơi phát nào đi, và CFO thì hấp diêm người già DFM. Trước đó thì GAM cũng đã giữ vững danh hiệu nhà vua khu vực Khoi Khạt khi thua trắng ré trước Củ Lao rồi. Còn Richard Cầu Vồng thì đúng là bố của Gundam thật đấy, nhưng mà gặp hoàng tử nước Pháp ở Sài Gòn, đang có Kylian M. Apple trong tay thì cũng bó tay chịu chói. Vậy là hai bố con sẽ tái ngộ một lần nữa với cùng một kịch bản tương tự như hồi MSI. Thật sự khó cho Gundam khi vừa bị bố Củ Lao dạy dỗ xong thì sắp sửa bị bố Rainbow Seven test đít thêm một lần nữa. Vậy là bốn đội tuyển có lợi thế thi đấu nhánh chiến thắng, gồm có Củ Lao, Phở Sài Gòn, T-Dub và CFO. Bốn đội xuống đáy xã hội là Gundam, Richa, Bất Động Sản và DFM. Chiều nay đã diễn ra trận đấu giữa Củ Lao và Phở Sài Gòn. Với tình hình thực tế cũng như phong độ hiện tại của hai ông bố khu vực Khoi Khạt này thì tôi không nghĩ Củ Lao có thể nhỉnh hơn PSG quá nhiều. Củ Lao với Ubo khu vực Khoi Khạt không trượt phát nào, nhưng mấy thanh niên Đài Loan này thì cũng từng đấm sấp mặt VCS không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Củ Lao nhảy Sa Pa cũng ghê, nhưng mà hơi khó ăn Phở Sài Gòn. Tỷ số là 2-0 dành cho Kylian M. Apple và đồng bọn. Trận đấu nhánh thắng còn lại là giữa Team Wales và cạnh hào bay CFO. Thôi thì kèo này chỉ mong chị cái can thiệp để con cá voi còn đối xử với các anh Đài Loan có tình người chút xíu. Nếu anh Hưng nãy cùng anh Vinh người kinh khoan hồng thì 2-1, không thì 2-0, 5 giờ đánh 6 giờ rưỡi phỏng vấn xong về nhà ăn cơm tối sớm. Các trận đấu nhánh thua mới gọi là căng thẳng khi chúng ta sẽ được chứng kiến con trai Gundam đối đầu với bố Richard Cầu Vồng, một trận siêu kinh điển giữa những đội tuyển ngu nhất. Richard Cầu Vồng thì sở hữu vũ điệu tango để thanh thoát, kèm theo chiếc cúp làm nhục con trai Gundam. Còn Gundam, thủ lĩnh khu vực Khoi Khạt thì có cái nịt, đúng là một chí một tái. Trận siêu kinh điển này chắc chắn sẽ diễn ra theo kịch bản vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên tôi không nghĩ đội tuyển khai sinh ra khu vực Khoi Khạt sẽ để thua trước chính đứa con trai non nớt của mình. Vì vậy tỷ số là 2-0 trắng giúp Richard Cầu Vồng tiếp tục tiến bước, còn Gam thì đội quân Dirty Coins bay về nước. Phía bên kia, bất động sản vừa bị Team Wales cho đi gặp ông ngưỡng xong thì chạm trán DFM giữa nhánh thua không khác gì lụng được một món quà. Với trình độ kỹ năng của Adam Vĩnh Hưng và Núc Lưỡi, chắc chắn không khó cho BDS làm gỏi tổ đội Webuza. Tỷ số chắc chắn sẽ là 2-0 dành cho bất động sản, kết thúc một mùa giải quốc tế buồn nữa cho ông bạn người Nhật nhưng lại không phải main anime. Phía nhánh thua bên trái, Củ Lao lại tái ngộ Richard Cầu Vồng trong một kèo đấu sinh tử. Có lẽ hành trình kỳ diệu của Richa Argentina năm nay đến đây đã là một kết thúc đẹp. Họ đã thua trắng trước một Phở Sài Gòn dồn toàn lực. Ngày Rainbow Seven rời giải, cả thế giới đã cúi đầu trước những vĩ nhân đã khai sinh ra khu vực Khoi Khạt huyền thoại.
Trong khi đó ở nhánh thua bên phải, CFO gặp bất động sản, họ bay gặp cỏ đất. Họ bay nghe cũng ghê đấy, nhưng mà ăn thế nào được bất động sản có bấp bẩn từ Giga Chat. Dự đoán này là Adam chọn Garen cho cả biệt đội Hầu Bay, đi gặp ông Ngưỡng luôn. Và theo một kịch bản vãi cả điên rồ do đạo diễn MGN Nolan vẽ ra, Cú Lao và Tim Will sẽ gặp nhau ở trận tranh vé trực tiếp vào vòng Thụy Sĩ để trả thù cho Cân Đàm và lấy lại danh dự cho khu vực coi cạt. Tề Đúp sẽ chơi trên 100% công lực. Tỷ số 3-0 nhẹ nhàng và Tim Will chiêu đãi Cú Lao món cá với tái tranh, góp phần nhấn chìm Cân Đàm xuống bãi rác. Không rõ là trả thù hay đổ thêm dầu vào lửa nữa. Trong trận đấu còn lại, bất động sản thì cũng khá mạnh đấy, nhưng sau khi bị Team Wales nắc thì đã lộ ra quá nhiều điểm yếu. Vậy nên họ không phải đối thủ xứng tầm với Phở Sài Gòn đang có sự phục vụ của hoàng tử Kylian Mbappé. Tỷ số là 3-1 và Phở Sài Gòn dễ dàng đặt chân vào vòng Thụy Sĩ cùng với Team Wales. Và đó cũng là màn dự đoán vòng khởi động chung kết thế giới 2023 hôm nay của MGN Esports cho anh em tham khảo. Nếu tin tưởng tôi thì anh em sẽ có thể đâm theo, còn nếu mà thấy điêu quá thì xem cho vui thôi, chủ yếu tăng độ lạc quan một tí. Chứ đừng có mà gạch đá tôi nha, tôi xây đủ nhà rồi. Nếu thấy video hay và bổ ích, hãy like để ủng hộ tôi và đừng quên nhấn nút subscribe để giúp MGN Esports sớm lên được 100.000 sub. Đừng quên nhấn thêm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn trong tương lai. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.